Sau 9 năm chống chọi với bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 2, ông Nguyễn Công Phương ở Hải Phòng lại phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi trong lần tái khám định kỳ gần nhất. Đáng nói, từ trước đến nay, ông Phương luôn xây dựng thói quen ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, tránh xa thuốc lá và rượu bia. Tháng 9 vừa xong, thì tôi ra tiếp tục bác sĩ để cho gọi là đi chụp. Vì có nước, thế thì sau bắt đầu phát hiện ra là chú có một cái u 6, 6, 5 mini gì đấy. Đến nay thì bác sĩ là có hiện tượng cũng là ca phổi. Hôm nay đã là ngày chuyên đầu tiên hóa chất. Sau cái đó mấy đợt bắt đầu mới kiểm tra lại xem mức độ nó có biến chuyển mà thu nhỏ vào. Đấy thì là tốt. Cùng chung cảnh bệnh chồng bệnh giống ông Phương, ông Trần Văn Nhân ở Hà Tĩnh cũng đang mang trong mình hai căn bệnh ung thư quái ác. Năm 2017, ông Nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Dù chưa điều trị xong, đến nay ông lại được chẩn đoán mắc thêm ung thư đường mật. Tôi bị ung thư phổi phát hiện từ năm thứ tháng 8 năm 2017, 7 năm liên tục. Điều trị trước khoảng tháng năm nghỉ dịch, trả và đi ra mà để chuyên và đến tháng 9 này thì chính thiệt thì là trả lời giải phẫu bệnh và trả lời là ung thư biểu mô đường mật. Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân khi biết mình tái mắc bệnh ung thư thường có suy nghĩ sợ hãi, hoang mang tột độ và coi như cuộc sống chấm hết. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Bởi theo các bác sĩ, bệnh nhân có thể khỏi bệnh nếu tầm soát, phát hiện kịp thời và tuân thủ phác đồ điều trị đúng cách. Hiện tại bây giờ thì với các cái tiến bộ trong trong điều trị thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài được cái thời gian sống cho người bệnh và nâng cao được cái chất lượng sống cho những cái bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối này so với trước đây tốt hơn rất là nhiều. Và các cái phương pháp hiện đại bây giờ thì chúng ta có thể hoàn toàn áp dụng được, ví dụ như về các cái tiến bộ trong phẫu thuật hay là trong xạ trị hay là trong điều trị nội khoa, ví dụ như điều trị đích, điều trị miễn dịch. Đấy là những cái phương pháp mà chúng ta đang áp dụng hiện tại. Ung thư là căn bệnh thế kỷ, gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến đời sống của người bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên quá lo lắng bởi hiện nay có rất nhiều phương pháp để điều trị ung thư tái phát mang lại nhiều hy vọng cho bệnh nhân.